Tròn. Tròn có bị hấp không? Đây. Chỗ nằm của các em đây. Nào. Tròn. Yên nào, tròn yên đấy. Báo. Chào báo. Trời ơi, báo. Báo ở trên đấy trước khi báo thay lông thì nhìn cái lông của báo là nhìn vàng nhạt, bây giờ là nó có mảng loang, có vàng, có trắng. Để chờ xem là báo lông mọc lại hết rồi xem là như thế nào. Mới đã đón báo ở trên bản về. Để nằm thế này cho nó vừa ấm này, vừa sạch. Đây. Báo vừa mới dán tai cho báo đấy. Cả báo và tròn cái đầu tai đều hơi rủ rủ một chút. Đây là tròn. Đây là báo. Chào báo. Hello. Báo ơi. Dán gọi là dán tai, gọi là dán cẩu thả. Dán để cho nó sạch, vừa tiện là cho nó sạch cái tai bên trong để lần sau dán lại. Nên là dán cẩu thả. Tròn. Ok. Hổ. Báo. Con hổ thì mọi người xem rồi. Đây là báo. Con cáo thì cũng xem rồi. Và đây là tròn, hổ, báo, cáo, tròn. Bốn con đực. Và con sẹo. Con cáo thì còn đang nhỏ. Hổ, báo, cáo, tròn nha. Đủ bộ. Báo thì cũng khá là to con, gần như là sẹo. Báo bây giờ là 22 cân. Đây. Tròn thì bây giờ là đang là hôm trước cân là tròn là 19 cân. Tròn thì khoảng tầm 10 tháng. Đây này. Xem cà của tròn, xem là cái cà của tròn bằng đâu. Bé tí, yên nha. Yên yên yên, yên để anh quay. Yên anh quay cái cà này. Đây. Cà đấy. Cà bằng ngón tay thôi. Vẫn còn đang non mà. Cả đấy. Ok. Đấy, mọi người cơ bản là cái con cọc nó đề phòng lắm, nó đề phòng vừa với thế này thế kia. Thực ra mà nói những con này là mới bắt ở trên bản là đều là những cái con trưởng thành rồi này. Không thì ít nhất là nó cũng là những con thanh niên. Nhưng mà chúng nó sẽ rất là nhanh bắt nhịp. Chúng nó biết chủ luôn. Tròn thì có cái khoang miệng rất là tốt này, sẫm màu. Rất sẫm. Đó, cái chân đầu đưa đây này nè. Lông của tròn thì không được sáng lắm. Lông của tròn sẽ cho ghép với cái vàng. Để hy vọng nó sẽ ra được cái con ra được cái con cọc nó gì hơn. Đây mọi người để ý cái bàn chân của con cọc nhá. Cái bàn chân của nó rất là thon này. Tại sao mà thỉnh thoảng là mình có nói là cái con cọc đấy là để ý cái bộ chân của nó này, chân nó rất là thon. Những con này nó là những con to nha, chứ không phải con nhỏ. Để quay một chút con cáo. Đây là tròn, đây là báo. Xem cái chân của báo nào. Đây, bàn chân của báo này nó cũng rất là thon, nó thon chân. Chân của báo thì còn chưa thon bằng chân của tròn với của sẹo với lại của mấy con kia đâu, nhưng mà cũng còn đang là chân thon. Các con chân nó sát nhau, tức là gì, cái chân nó không trụng quả quýt đâu. Đây, đây mọi người có thể nhìn cái bàn chân nha. Ok nha. Trời.
Ông phản ứng không cho sờ mồm á hả? À, mọi người nhìn nhá, đây là lần thứ 3 mình tiếp xúc với lại con báo này, và mình đã dán tai tạm cho nó rồi này nhá. Đây là lần thứ 3 tiếp xúc. Còn cái con chó ấy, khi mà nó đã ok thì sờ miệng nó thoải mái này, ok, không có bao giờ nó, cái con chó mà nó đã ok thì nó không phải bao giờ phải lo nó cái việc mà nó cắn này kia cả. Đấy là cái đấy là có thể để mọi người biết, là mọi người yên tâm khi mà mọi người nuôi chó, cái con nào mà nó hầm hè, nó hầm hè rồi. Nào, rồi xuống. Anh xem răng xem nào, xem răng lợi nào. Đây. Đấy. Không phải lo cái gì cả. Nằm mà đúng rơm này, người còn đang thích này, người mà nằm rơm mà trời lạnh thế này, có cái chăn cái chiếu trải ra ở bên trên này thì cứ gọi là tuyệt vời ấm luôn. May quá có đống rơm nếp, chứ bình thường thì sẽ không có rơm để nằm đâu. Có cái đống rơm nếp. Tròn. Chào tròn. Chào tròn. Đây, nhìn cái răng của tròn này. Tròn nó khoảng tầm 9-10 tháng gì đấy. Thực ra cái hỏi cái tháng tuổi mà mua trên bán thì ít người người ta nhớ được chính xác lắm. À, nhìn răng yên à, yên. Bụp già đấy. Vừa vặn nè. Chờ mấy hôm nữa để cho lên ở cùng anh Sẹo nhá. Ở đây để cho nó nhiều nắng đã. Nào. Cho nó nhiều nắng để cho cái tai nó lên, với để cho lại người đã. Đây, người đang gầy này. Đây. Nhìn cái bàn chân nhá, cả chân trước cả chân sau. Nhìn cái bàn chân, nó rất là thon. Đấy. Nhìn cái chân nó đều đều. Chân nó rất là khít nhau. Đấy là một cái đặc trưng cái chân của cái con cọc ở trên bản mà mình bắt. Như tròn thì cái mõm của tròn chưa phải là tốt. Tròn thì được cái chán tốt. Cái chán của tròn tốt này, chán rộng này. Cái mõm thì không được tốt lắm. Mõm hơi có độ vát bên. Mõm tròn này so với lại mõm của báo này. Mõm của báo có độ tù hơn này. Mõm của tròn có độ vát hơn này. Đấy là những cái chi tiết của cái con cọc. Nào. Đấm giờ thích bụp không? Tròn thích bụp không? Hổ báo cáo tròn. Hổ là mọi người xem rồi. Thế là coi như là đủ đực. Sẹo, hổ báo, cáo tròn. Đủ đực rồi. Hy vọng là cái con với mấy con đực đang có thì sẹo, hổ báo, tròn thì mấy con đều là cái con khung, đạt được cái khung cần của một con cọc đực. Chỉ có con cáo là con nó đang tuổi lớn thì chưa biết được là nó có đạt được cái cân nặng của con đực hay không. Sợ là cáo bị béo con, bởi vì bắt cáo lúc cáo 4 tháng rưỡi gì đấy mà nó gầy đét, nó gầy quá, sợ là nó qua mất cái mất một cái giai đoạn lớn của nó là nó sẽ bị còi chó. Hy vọng nó đạt được khoảng tầm 18 cân là ok rồi, 18-19 cân bằng tròn bây giờ là được rồi. Tròn bây giờ khoảng tầm tròn bây giờ chắc được 19 cân. Hôm về là cân là hơn 18 cân một chút, thì hôm nay cứ áng chừng nó lên thêm cân nữa, đỡ gầy hơn. Còn cái người này của nó mà đẩy bụng ra thì nó đã phải được 20 cân rồi. Đây này, nó còn đang hóp đây này. Nhìn cái lông như thế thôi chứ còn bụng đang hóp lắm. Chó ở trên bản thì toàn chó đói ăn thôi, thỉnh thoảng mới có con ăn đủ. Đấy, nhìn đó. Nhìn tay này.
đâu có phải sợ có con chó của mình nó cắn mình. Ai mà cứ sợ con chó của mình nó cắn mình thì phải xem lại nhé. Nào, có là nó có gặm, nó gặm giả vờ thôi. Nào, bụp 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 bụp. Đấy không? Nói thế là cái biết ngay. Thôi, không chơi trò nữa. Liếm thôi, không gặm. Răng sắc gặm giả vờ rồi nó lại xước tay anh ra. Anh đấm đấy nhá. Nhá, xước tay anh ra anh đấm mới nằm xuống. Nằm xem nào. Nằm ra. Nằm ra anh gãi cho. Đúng rồi. Trời ơi. Này, dáng nằm này. Úi trời. Nằm chống mông lên. Rồi, nằm yên anh gãi cho nhá. Trời ơi. Phê. Đấy. Nào. Đây mà gọi là gì, thép 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 gì đấy. Thực ra cái lưỡi của con cọc này nó đen hay nó không đen nó mình thì mình chả quan trọng đâu. Đen hay không đen nó không quan trọng. Nó là cái sắc tố lưỡi thôi. Nó như là vết nám ở người, nám nhiều nám ít. Còn những cái vấn đề khác của con chó cơ, đó nó mới là cái mà để mà xem cái độ chuẩn của nó. Cái kiểu mặt của nó hay thế này thế kia, kiểu mặt, kiểu mũi, kiểu tai, kiểu người, chân tay các thứ. Ơi, tròn. Báo thì lớn rồi, báo rất là đấy, nhìn cái cà của báo không? Báo thì lớn rồi, báo 2 tuổi rồi. Thì báo rất là tiết kiệm sức. Tròn thì vẫn còn đang trẻ con, vẫn còn đang nghịch. Ok, làm đấy. Nha, làm yên đấy, làm yên đấy. Ra quay con vàng tí này. Ui giời, con vàng nó nằm như là con hết hơi này. Này. Cái. Ngủ đi. Nha. Đây nha. Điểm chung cái chân của chúng nó này. Bàn chân nha. Bàn chân con nào nó cũng thế nha. Không phải một con đâu. Yên nào, người nói phải có người nghe, để yên để anh nói. Đây, cái bàn chân nó luôn có một cái độ thon. Thon bàn chân.